Savatome Giá Châu, nơi đỉnh cao công nghệ. Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái dòng sản phẩm định vị không dây. Dòng định vị không dây này nó là cái loại mà pin trâu, pin khủng nhất hiện tại. Đối với lại cái thời gian thực tế mà cái sản phẩm định vị mà sản phẩm thông minh Á Châu chúng tôi đang cung cấp này, cái thời gian sử dụng thực tế nó lên đến khoảng tầm từ 20 cho đến 25 ngày. Một lượng pin khá là lớn các bạn nhé. Đây các bạn này, kích thước của nó này. Kích thước của nó có thể mình đặt 3-4 lòng bàn tay, 3-4 ngón để mình đặt ở trên lòng bàn tay vừa. Vì nó kích thước to như thế này nên cái lượng pin khá là trâu các bạn. Hiện tại sản phẩm này thì nó sẽ tích hợp 8 cục nam châm, thế nên là cái khả năng hút vào sắt, chúng ta có thể để cốp xe máy, cô ô tô, hoặc chúng ta để bất kỳ một vật nào mà có sắt thì nó hút cực kỳ tốt các bạn nhé. Hút một cách kinh khủng luôn. Sau đây thì chúng ta sẽ quay vào cái tính năng của nó. Về review thì ở đây các bạn nhìn kỹ này, đây nó có một cái chân USB, thì trong này nó sẽ có một cái chân sạc. Đây các bạn nhìn này, chân sạc các bạn nhé. Đấy, chân sạc này đồng nghĩa với việc đây, cái khay này là chính là khay sim này. Các bạn chỉ cần lấy một cái sim và chúng ta nhét vào như chúng tôi hướng dẫn. Còn cái chân 3.5 này thì nó chính là cái dây sạc. Đây cái dây sạc của nó này các bạn này. Dây sạc, đó là dây sạc của Samsung các bạn nhé. Thì chúng ta sạc thì chúng ta chỉ cần khi mà sử dụng hết pin thì chúng ta thể cắm vào như thế này. Đây, đó, cắm vào như thế này. Đấy, xong đấy, một cái đầu này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái cục sạc điện thoại, hoặc là cắm vào máy tính, hoặc bất kỳ một cái đầu sạc nào đều được các bạn nhé. Thì bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng một cái sim. Sim ở đây nó chính là cái sim, cái khay sim micro sim, nhưng nó ở cái khay thứ hai các bạn. Cái khay thứ hai. Sau đây chúng ta sẽ sử dụng sim. Đây chúng ta sẽ sử dụng một cái sim. Cái sim này nó gọi là cái micro sim các bạn nhé. Thì bắt buộc các bạn cần phải có một cái vỏ, một cái vỏ như thế này. Một cái sim to thì nó sẽ có hai lớp, chúng ta sẽ lấy một cái sim nhỏ như thế này và chúng ta sẽ nhét nắp vào đây để chúng ta có thể đưa vào cùng khuôn với lại cái thiết bị định vị GPS như trên các bạn. Đây nó như này, đây các bạn này. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng như vậy và sau đấy chúng ta sẽ cùng lấy cái thiết bị. Đây cái thiết bị đây các bạn, các bạn sẽ cho sim vào cái khe cắm sim các bạn nhé. Ở trên này thì nó có một cái khá nhỏ các bạn nhìn này. Đấy, cái vạch vuông này này, cái vạch vuông các bạn nhìn này, cái chỗ sim tôi chỉ này, nó sẽ, mình sẽ đặt cái vị trí vát của cái sim này khớp với lại cái vát của cái thiết bị này thì nó mới nhận được, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta sẽ cắm nó vào như thế này, chúng ta sẽ dí vào. Đấy, sau khi chúng ta dí vào thì chúng ta sẽ đèn lên sẽ nháy như thế này các bạn này. Cái này, cái sim, khay sim này nó sẽ là cái khay sim nãy. Mình chỉ cần dí vào nó sẽ đẩy nãy ra nắp. Tí nữa mình không sử dụng nữa, mình tháo sim ra thì mình thì lấy cái móng tay mình ấn nó xuống thì nó sẽ tự nó nãy sim ra. Đây các bạn nhìn đèn này. Đấy, sau khi đèn sáng rồi thì chúng ta hãy đậy nắp vào. Và chúng ta để trong cốp xe hoặc là gầm xe ô tô, gầm xe máy đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và sau đấy chúng ta sẽ vào app để chúng ta sử dụng cái thiết bị này, qua quản lý cái thiết bị này qua cái phần mềm của chúng ta. Nào, let's go, chúng ta hãy cùng vào phần mềm nào. Và bây giờ chúng ta sẽ quay vào phần mềm, vào cái cửa hàng SafePlay. Tôi sử dụng máy Samsung, thế nên tôi sẽ vào SafePlay. Còn nếu mà ai đó mà sử dụng cái máy iPhone thì chúng ta sẽ vào phần vào cái cửa hàng Apple Store, thì chúng ta sẽ tải cái phần mềm này về nhé. Phần mềm đó chính là eChat. Đấy, chúng ta sẽ đánh phần mềm này vào. Và sau đấy chúng ta sẽ tìm kiếm. Sau đấy chúng ta sẽ tìm cái ô đầu tiên, nó là bằng dòng chữ Trung Quốc và cái biểu tượng đầu tiên này các bạn này. Chúng ta hãy click vào. Ok. Sau đấy ở cái, vì tôi cài rồi thế nên ở phần bên tay phải nó có chữ mở, đúng không ạ? Nếu các bạn chưa cài thì nó ghi là phần cài đặt, thì các bạn sẽ cần click vào đấy để chúng ta cài đặt phần mềm. Vì tôi cài rồi thế nên tôi chỉ cần vào mở thôi. Đó,
Sau khi vào mở xong thì chúng ta sẽ được một cái giao diện như này, đúng không ạ? Ở trên này thì nó sẽ có hai mục, một là phần đăng nhập bằng tên người dùng đây. Thì cái phần đăng nhập tên người dùng này thì nó sử dụng cho các doanh nghiệp, tức là mình sẽ sử dụng bằng tên đăng nhập bằng chữ. Còn chúng ta sẽ sử dụng bằng mã ID, tức là chúng ta sẽ sử dụng bằng phần đăng nhập bằng số xe. Đấy. Thì trên cái thiết bị này, trên cái thiết bị cái đăng nhập cái thiết bị nó có cái mã email này như này 356-240-383-49-701, thì chúng ta sẽ đăng nhập cái mã ID vào ô thứ 2. Còn cái dòng đầu tiên chúng ta sẽ để nguyên là gps-tracking.cn. Và cái dòng thứ 3 là ô mật khẩu thì chúng ta hãy điền mật khẩu vào. Cái mật khẩu như nào thì chúng tôi sẽ gửi đến trong tờ hướng dẫn cho tất cả mọi người để chúng ta có thể truy cập vào được. Sau khi chúng ta đã điền đầy đủ thì chúng ta sẽ click vào phần đăng nhập. Đấy, trong cái giao diện của phần mềm thì nó sẽ có các ô như sau: một là mục theo dõi, hai là quỹ đạo lịch sử, ba là hàng rào điện tử, bốn là các cái ô mệnh lệnh, tin nhắn, nhắc nhở, và một cái phần mềm một cái mục nó là thoát. Thì thực ra chúng ta cần định vị thì chúng ta không cần quan tâm nhiều đến cái các cái mục trên, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái mục đầu tiên, ô màu xanh biển, đó là ô theo dõi mọi lúc, thì chúng ta sẽ click vào nó. Đấy, sau khi chúng ta click vào thì chúng ta sẽ nhìn này. Hiện tại chúng tôi đang ở phố Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, đúng không ạ? Hiện tại cũng đang xảy ra Covid nên rất là ngại, nhưng mà vẫn cố gắng làm cái video hướng dẫn cho tất cả mọi người. Thì trên đây nó có hai chế độ cơ bản. Thì các bạn nhìn ô đầu tiên nó sẽ có dòng trạng thái là địa chỉ. Cái dòng bên dưới và dòng địa chỉ nó chính là, các bạn có nhìn thấy không ạ? Nó sẽ có một cái ô là làm mới đấy. Thì cứ khoảng tầm 15 giây, 10 giây nó sẽ cập nhật cái vị trí một lần. Hoặc nếu không thì chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái biểu tượng của cái hai cái mũi tên quay vào nhau, chúng ta chỉ bấm click để chúng ta cập nhật vị trí mới nhất. Đây, tại vì là đây vị trí của cái thiết bị đây, với lại vị trí của cái điện thoại nó đang gần nhau nên độ chính xác rất cao. Có khi nó còn chính xác hơn cả điện thoại các bạn nhé. Chúng tôi đang ở trong tòa nhà thì nó biểu hiện rõ trên cái biểu tượng luôn. Đây, chúng ta sẽ vào phần vệ tinh, bản đồ vệ tinh. Độ chính xác nó rất tốt các bạn. Nó còn chính xác hơn cả cái điện thoại của tôi. Wow, rất tuyệt vời như thế. Đấy, thì tôi cũng vừa giới thiệu cho các bạn cái cách sử dụng của cái thiết bị định vị AC Plus 03, cái dòng pin châu này. Đấy, thì sau cái này thì các bạn cần hỗ trợ thì các bạn cứ liên hệ với tôi qua số hotline 0974951839 hoặc truy cập vào sản phẩm thông minh achâu.vn. Xin nhắc lại hotline 0974951839. Sản phẩm thông minh Á Châu, nơi đỉnh cao công nghệ.